Một khi bước vào cửa hàng đồ chơi cho chim, chắc chắn có rất nhiều thứ bạn muốn ôm về nhà. Tuy nhiên, không phải đồ chơi nào cũng cần thiết và tốt cho chim. Do đó, hãy cùng coi là Hiền lưu ý những điều sau khi chọn lựa đồ chơi cho chim cảnh nhé. Chọn đồ chơi dựa trên kích thước của lồng chim. Một trong những yếu tố người mua hay quan tâm khi chọn lựa đồ chơi cho chim là để chúng bên trong hay bên ngoài lồng. Nếu muốn đặt đồ chơi bên trong lồng, hãy chắc chắn rằng chiếc lồng phải đủ chỗ. Những món đồ được đặt bên ngoài lồng sẽ có kích thước lớn hơn và độ phức tạp cao hơn so với những món đồ ở bên trong. Đa số chim cảnh hiện nay được nuôi trong những chiếc lồng khá nhỏ, bởi thế khả năng bay lượn của chúng bị hạn chế. Những con chim lớn cần chiếc lồng lớn tương ứng với kích thước, sải cánh của chúng. Lồng chim phải có không gian sao cho chim có thể bay lượn tự do vài vòng bên trong. Khi đã có chiếc lồng kích thước phù hợp, bạn phải chắc chắn được rằng đồ chơi đặt bên trong không cản trở hoạt động bay lượn. Thông thường, một nửa phía lồng ở trên sẽ để rộng rãi để chim bay lượn thoải mái. Một nửa phía dưới và đáy lồng sẽ là khu vực vui chơi của chim với các món đồ chơi chúng yêu thích. Những loại đồ chơi nên mua cho chim cảnh. Chọn lựa đồ chơi cho chim cảnh phụ thuộc vào giống loài, tính cách và sở thích của chim. Hãy thử chọn một vài món đồ chơi để xem phản ứng của chim. Cuối cùng bạn sẽ tìm ra được những món đồ chúng yêu thích. Thông thường, loài chim cảnh lớn có sở thích nhai và vật lộn với đồ chơi. Ngược lại, các loài chim nhỏ thường thích chơi đùa với xích đu, gương hoặc chuông. Tuy nhiên, những năm gần đây, hầu hết các loài chim đều có xu hướng thích đồ chơi bằng lồng cừu mềm mại. Tóm lại, hãy quan sát và dựa trên sở thích của chim để chọn lựa đồ chơi. Đừng ngại bỏ những món đồ không ăn nhập với nhau vào lồng, bởi đồ chơi là những vật dụng giúp kích thích tinh thần và làm phong phú môi trường sống của chim cảnh. Một chú chim cần bao nhiêu đồ chơi là đủ? Một chú chim không nên có quá nhiều đồ chơi, bởi điều này chỉ khiến chiếc lồng thêm lộn xộn và chật chội. Vì thế, bạn chỉ nên giữ 2 đến 3 món đồ chơi cho một chú chim trong một chiếc lồng. Chơi đùa với những món đồ nhất định khiến chim nhanh rơi vào tình trạng nhàm chán. Do đó, bạn nên có từ 8 đến 12 món đồ chơi để thay đổi thường xuyên cho chim. Nếu không thể mua nhiều đồ chơi cho thú cưng, bạn có thể sắp xếp lại vị trí của chúng trong lồng. Như thế, chim cảnh sẽ được khám phá đồ chơi ở một vị trí mới, tránh việc chim bị nhàm chán. Đồ chơi của chim cảnh cần đáp ứng tiêu chí gì? Một món đồ chơi tốt phải đảm bảo yêu cầu sức khỏe cho chim. Điều này có nghĩa đồ chơi này không chứa chất độc hại cũng như khả năng làm tổn thương chim cảnh. Hãy quan sát món đồ thật cẩn thận, xem rằng xung quanh chúng có sợi dây thừa nào có thể mắc vào chân chim không. Đồ chơi có nhiều cạnh nhọn làm tổn thương khi chim chơi đùa hay không? Các loại đồ chơi bằng gỗ hoặc da cần phải được chú ý kỹ lưỡng hơn nữa, bởi chim cảnh có thể nhai chúng, khiến các vụn gỗ hoặc miếng da mắc kẹt trong bụng chim. Đôi khi, các loại gỗ quá cứng và gai góc có thể gây thương tích cho chim cảnh. Bạn nên lựa chọn các loại đồ chơi cho chim cảnh có thể dễ dàng làm sạch, bởi nhiều con chim có sở thích ngồi, đứng, thậm chí đi vệ sinh trên đồ chơi. Sau đó, chúng lại ngậm món đồ đó vào miệng. Điều này không những gây mất vệ sinh mà còn có thể làm chim bị bệnh. Do đó, đồ chơi có thể làm sạch dễ dàng là sự lựa chọn thông minh. Các yếu tố cần xem xét để chọn được đồ chơi tốt cho chim. Khi chọn lựa đồ chơi cho chim cảnh, bạn hãy cố gắng suy nghĩ như một con chim. Nếu như có người nào đó treo thứ đồ này ngay giữa ngôi nhà của mình thì sẽ như thế nào? Vật đó có làm cản trở đường bay vào hay không? Nó có cản trở việc ăn uống của mình không? Mình có thể trèo lên đó ngắm nhìn xung quanh hay không? Cơ thể của mình có thể bị tổn thương khi chơi với món đồ này không? Đồ chơi cho chim cảnh không nhất thiết phải là các loại đắt tiền. Bạn có thể mua một vài món đồ mới hoặc tự tay tạo ra đồ chơi. Hãy thử cắt một vài nhánh cây đặt vào lồng chim để tạo cành đậu. Tuy nhiên, phải đảm bảo nhánh cây không có thuốc trừ sâu để khi chim nhai và ăn thì sức khỏe không bị ảnh hưởng. Bạn cũng có thể sử dụng giấy báo cuộn tròn lại và để dưới đáy lồng. Chú ý quan sát chú chim của mình thích làm gì. Sau đó, bạn có thể dễ dàng hiểu được suy nghĩ của chúng hơn. Không có gì mang lại hạnh phúc hơn cho chim cảnh khi có chủ nuôi đồng hành. Hy vọng những lưu ý về cách chọn đồ chơi cho chim cảnh được chia sẻ vừa rồi đã giúp bạn dễ dàng hơn trong việc chăm sóc chú chim của mình.